bus. Phải đón các bạn nhỏ này đi nhà trẻ. Xuất phát nào. Hãy di chuyển vô lăng và điều chỉnh tốc độ nhé. Baby Bus xin chào. Kiki xin chào, lên xe đi nào. Tôi ngồi ở chỗ nào bây giờ nhỉ? Phải thắt dây an toàn vào. Cảm ơn. Kiki đã lên xe rồi. Xuất phát. Bến tiếp theo là siêu thị. Giao chắn chỉ được dỡ bỏ sau khi giải được câu đố. Đến siêu thị rồi. Cô giáo bảo mua đồ mang đến nhà trẻ. Đi mua văn phòng phẩm và cặp sách nào. Xin chào. Hãy chọn xe đẩy hàng. Tiếp theo, hãy cùng đi mua những gì chúng ta cần. Cặp sách. Đúng rồi, chính là cái này. Bình nước. Khăn. Chăn bông. Cái gối. Hãy đặt tiền vào khe đựng tiền xu. Mua xong hết đồ rồi, cảm ơn bạn nhé. Đã mua xong hết đồ rồi, hãy lên xe đi nào. Baby Bus, xin chào. Trang Trang, xin chào, lên xe đi nào. Tớ ngồi chỗ nào bây giờ nhỉ? Phải thắt dây an toàn vào. Cảm ơn. Trang Trang đã lên xe rồi. Xuất phát, bến tiếp theo là hiệu chụp ảnh. Đến hiệu chụp ảnh rồi, cô giáo bảo chụp ảnh rồi mang đến nhà trẻ. Đi chụp ảnh nào. Xin mời. Chúng em muốn chụp các bức ảnh siêu ngầu. Được rồi, hãy đi thay quần áo trước nhé. Wow, những cái áo này thật là đẹp. Hãy nhanh mặc thử xem nào. Hãy bấm vào máy ảnh để chụp ảnh. Bức ảnh này đẹp quá. Cảm ơn.
những chiếc áo này thật là xanh điệu. Hãy nhanh thử mặc vào xem nào. Hãy bấm vào máy ảnh để chụp nhé. Bạn đã chụp ảnh rất đẹp. Cảm ơn. Đã chụp ảnh xong, xuất phát. Baby Puss, xin chào. Gru, xin chào, lên xe đi nào. Tớ ngồi ở chỗ nào bây giờ nhỉ? Phải thắt dây an toàn vào. Cảm ơn. Juju đã lên xe rồi. Xuất phát. Đi đón bạn tiếp theo nào. Không nhìn thấy đường rồi. Hãy bấm vào cần. Xe buýt hơi bẩn rồi. Hãy giúp mình rửa sạch và dọn dẹp nhé. Chào mừng bạn đến với tiệm rửa xe. Hãy làm sạch xe nào. Đầu tiên kéo vào đun nước để rửa sạch luôn. Nhấp vào nút để phun dung dịch tẩy rửa. Chà, rửa xe thật sạch sẽ. Bây giờ hãy rửa sạch bọt. Chiếc xe đã sạch sẽ rồi, bạn cứ nhíu một chuyền ra. Baby Bus xuất phát. Baby Bus xin chào. Miêu Miêu, xin chào, lên xe đi nào. Tớ ngồi ở chỗ nào bây giờ nhỉ? Phải thắt dây an toàn vào. Cảm ơn. Tất cả các bạn đều lên xe rồi. Xuất phát, bến tiếp theo là bệnh viện. Đèn đỏ dừng lại và đèn xanh thì được đi qua. Thiếu xăng rồi, hãy đổ xăng vào nào.
đưa thẻ đổ xăng vào để đổ đầy xăng. Đổ đầy xăng. Xăng vẫn chưa đầy bình rồi. Baby bus xuất phát. Đến bệnh viện rồi, kiểm tra thân thể rồi đi đến nhà trẻ nào. Đi kiểm tra thân thể nào. Kiểm tra thính lực. Thử nghe xem tiếng con gì kêu ấy nhỉ. Sai rồi, hãy nghe lại xem. Gà trống. Chó con. Cừu. Cảm ơn. Đo chiều cao và cân nặng. Kiki nặng 16 kg. Hãy ghi chữ số lên bảng. Đúng rồi, chính là cách này. Hãy đóng dấu vào trên chữ số. Kiki cao 84 cm. Hãy ghi chữ số lên bảng. Đúng rồi, chính là cách này. Hãy đóng dấu vào trên chữ số. Hãy kiểm tra thị lực của bạn. Xem chữ E đi theo hướng nào. Hãy rượt ngay. Đúng rồi, đó là hướng đúng. 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 Đúng hết rồi, thị lực của bạn rất tốt. Cảm ơn. Kiểm tra điện tâm đồ. Hãy thử sắp xếp theo các loại màu sắc giống nhau. Đúng rồi, chính là ở đây. Hãy bấm vào nút giống với màu sắc cơ thể. Đúng rồi, chính là cách này. Đã kiểm tra xong, mạch đập bình thường. Cảm ơn. Đã kiểm tra thân thể xong, đi tới nhà trẻ nào. Đến nhà trẻ. Phải cẩn thận khi đi về nhà nhé các bạn. Tạm biệt. Cô giáo Mi.